Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Dương Hàng Thùng. Mình là Dương, kênh YouTube của mình chuyên về hàng high end và hàng siêu tuyển chọn. Thì video buổi trưa ngày hôm nay thì em Dương sẽ lên sale cho anh em sản phẩm áo polo và áo phông nhé. Hôm nay em sẽ sale là 149.000 cho một sản phẩm anh em nhé. Vẫn là rất nhiều các cái thương hiệu lớn, như là hôm nay em có Lacoste này, Nike, Adidas, Burberry, Tommy Hilfiger, Polo Ralph Lauren. Lẫn lộn cả polo lẫn cả phông anh em nhé. Và tất cả 149.000 bao ship anh em nhé. Hôm nay thì em chuẩn bị cho anh em được khoảng 40 mã nhé, 40 mã áo nhé. Rồi, mã đầu tiên này, em lên cho anh em một con Lacoste này. Đây, logo theo, họa tiết kẻ ngang cực kỳ đẹp luôn anh em nhé. Đấy, mới tinh. Con này mới đó, nó lại mới đến 95% anh em ạ. Nó lại quá mới. Cúp của nó cúp vỏ sò nhé, dòng cúp đặc trưng của Lacoste này, quá đẹp luôn. Đây, Lacoste size của này size số 2 nhé, size hơi bé tí anh em nhé. Con này là hàng Made in Japan nhé, hàng Nhật đấy, cốt tông 100%, tăng đây anh em nhé. Mã G76 nhé, vai 38 bụng 46, giá áo là 65 nhé, 149.000. Mã tiếp theo này. Em lại lên tiếp tục một con Lacoste nữa anh em nhé. Lacoste này, con này nó hơi ngắn. Con này size số 4 nhưng mà nó hơi ngắn. Con này, đây nó vẫn còn xẻ tà này. Con này không phải bị cắt đâu, kiểu nó ngắn hết. Size 4 anh em nhé. Con này độ mới kém hơn tí. Con này độ mới nó khoảng độ này 88-89% anh em nhé. Đây, đều Lacoste đây anh em nhé. Đây, kẻ ngang này, đoạn này. Đây, chỗ này nó có xẻ tà này. Con này là cũng made in Japan luôn, cốt tông 100%, tăng này anh em nhé. Mới tác thì mới tinh rồi. Con này chỗ này nó có 3 cúp. Mã G77 nhé. Vai 40 bụng 48. Dài áo là 62 nhé. Nó có dài 62 thôi. Đâm ra là anh em nó cứ tầm 1m63 trở lại cho em nhé. Mã G77 nhé. Vai 40 bụng 48. Dài áo là 62. Mã tiếp theo này. Em lên cho anh em một con áo gốp nhé. Con này siêu phẩm áo gốp này. Con này là áo gốp này. Cúp PG này. Đấy. Đằng sau là nó, đây con này là Perigate này, đằng sau là in nhá, đằng sau là in này. Đấy, đây là một cái mặt của nó nhá. Lâu lắm rồi em thấy có một con áo hai mặt đẹp như này anh em ạ. Của nó là bên trong là thêu nhá, thêu này, cái cúp của nó anh em nhìn này. Đây con này mãi mới nhận ra. Đây này, con này của nó là áo polo hai mặt. Này, cúp của nó có cả cúp bên này nhá. Đây cái này cúp bên trong này. Cái này là cúp để cúp cái mặt màu lông chuột này. Đấy. Đây. Con này là mã G78 nhá. Vai 41 bụng 45. Dài áo là 67 nhá. Đây, dài áo là 67. Em đọc trước thông số để em lột lại cái mặt kia cho anh em xem nhé. Mã G78 nhá. Vai 41 bụng 45, dài áo là 67. Con này thực sự là cũng rất đáng để sưu tầm ấy. Con áo rất là hay. Polo thực sự là polo hai mặt thì em không thấy nhiều đâu. Cực kỳ hiếm luôn đấy. Áo khoác thì còn nhiều chứ còn đây nó lại là polo hai mặt anh em nhé. Mặt bên này nó lại đẳng cấp hơn. Mặt bên này thì nó là thêu này, đây anh em nhé, tay áo thêu này. Mặt bên kia in nhiều, mặt này là thêu. Đây, thêu tiếp này. Đây, đằng sau thêu này. Đấy, quá đỉnh luôn. Đây, hai mặt nhá. Đấy, nó có hai mặt cúc, nó ra là em nhìn mãi mới ra. Cứ tưởng áo nó bị làm sao. Hóa ra là áo mới tinh và nó có hai mặt cúc. Đây. Đây. Áo con này thì là nó hai mặt, đâm ra là nó tương đối là dày dặn nhá. Chất của nó cực kỳ là mịn luôn. Thì là cho các anh chú các mình mặc mùa thu nhá. Mùa thu thì là rất là phù hợp này. Đấy, polo hai mặt luôn. Hai mặt đâm ra là không biết là tag nó giấu ở đâu. Tại vì thường là hai mặt rồi áo khoác nó cho hay vào cho vào túi, nhưng polo nó không có túi. Nên là con này cũng không biết, chắc là nó không làm tag đâu. Tại vì là polo làm hai mặt mà, mặc hai mặt mà. Mã G78 nhá. G78. Vai 41 bụng 45, giá là 67, 149.000. Tiếp theo này, lên cho anh em con polo của Adidas nhé. Đây, cái màu nổi này cho các anh các chú bác mình đi tập thể dục thể thao này là rất là đẹp luôn này. Đấy, độ mới con này thì nó rơi vào 95%. 95% nhá. Áo thể thao có cái trong này là tác cái in của trong này nó hơi bị mờ một tí thôi. Đây, cúc dập hiệu anh em nhé. Con này áo rất mới đấy. Đây, thêu này. Thêu Adidas anh em nhé. Mã QR này. Polyester 100%. Con này hàng made in Việt Nam nhé, con này hàng xuất Nhật. Mã của nó là G79 này, vai 46 bụng 51, dài áo là 72 nhé, dài áo là 72.
À, tiếp theo này, em lên một con Adidas nhá. Adidas tiếp này. Đây của nó là phối họa tiết ba sọc khắp cả con áo luôn nhá, khắp cả con áo luôn này. Đây. Con này nó hơi bẩn tí thôi, anh em lấy thì em sẽ giặt sạch thôi. Đây là áo trắng nó giặt đơn giản lắm anh em nhé. Đây. Made in China nhá, hai tác đen của đây này, cổ áo nó bị hơi bẩn chỗ này, cái này giặt đơn giản lắm. Đây, có xẻ tà này. Mã QR này. 70% cotton, còn lại là polyester. Con này là hàng Made in China, con này cũng xuất Nhật đấy anh em nhé. 70% cotton, polyester, polo. Polo của Adidas, rất đẹp luôn. Mã G80 nhé, vai 41, bụng 45, giá áo là 68 nhé. Giá áo là 68 này. Ở mã tiếp theo này, lên một con này là Giordano này, con này mới 95%, mới tinh. Theo nha anh em nhé, theo số 3 này, theo cả cái một cái tem ở đây. Cúc của nó là cúc trơn thôi, cúc trơn anh em nhé. Đây, bên trong nó màu đỏ. Size của nó size S nhé, Giordano size S. Áo có xẻ tà đây anh em nhé. 97% là cotton, còn lại là spandex. Made in China, con này hàng xuất Nhật, đang mới tinh. Mã G81 này, vai 38 bụng 45, giá áo là 65 nhé, giá áo là 65, rất đẹp luôn này, cổ áo em nhìn này, đấy, cổ áo này nó còn đỏ trắng lẫn lộn. G81 này, vai 38 bụng 45, giá áo là 65, con này dưới 55 cân mặc cho em nhé, anh em dưới 55 cân mặc cho em. Tiếp theo là em lên con áo phông của Nike này, Nike này. Đây này, cái logo của nó làm chữ run này, xong rồi nó làm cái logo này. Đấy, cực kìa đẹp luôn này. Con này là chất cotton nhá, size L. Made in Honduras. Honduras này. Con này thì nó không làm tác sườn rồi, không làm tác sườn này. Xem nào. Đấy, con này là nó làm con áo trên cùng một thớ vải nhá. Bên cạnh nó không có đường may. Cho nên là nó không có tác sườn anh em nhé. Đấy, một con áo làm chất lượng cực kỳ đỉnh cao luôn. Con này thì mấy cái dòng polo rap nâu đen nó cũng hay làm kiểu như này. Mã G82 nhá, vai 44 bụng 50, giá áo là 73 nhá. Con áo Nike chất cotton 100% mới tinh. Đằng sau có tag in tiếp này, đằng sau tag in nhá. Đấy, mã G82. Tiếp theo này, em lên con Champion logo theo nhá, theo to, theo rất to luôn này. Bên này theo tiếp nhá. Con này mới trên 90% áo đen. Đây, tác con này đây. Con này là cotton 100% này. Con này hàng Made in China rồi, Made in China. Mã G83 nhé. G83 vai 39 bụng 45. Giá áo là 66 nhé. Giá áo 66, đây có một cái tác của Champion. Đây, độ mới trên 90 nhá. Áo đen này mới lắm. Cực kỳ mới nhá. Anh em có thể là xem trên live thì là cái áo đen và áo xanh nó hay bị bạc đi, tại vì là em có ánh đèn nó chiếu vào ấy. Tiếp theo là một con áo nguyên tác anh em nhé, nguyên tác này. Con này thì mới tinh rồi. Đây, con này thì nó cũng chỉ có 1.900 yên, không nhiều đâu, mấy trăm nghìn thôi. Made in China nhé, hàng xuất Nhật, 65% polyester, còn lại là cotton. Con này chất rất là mỏng nhá, có xẻ tà đấy anh em nhé. Đây, tác này. Đây, hàng xuất Nhật. Mã G84 này, vai 48 bụng 53, giá áo là 69 nhé. Giá áo là 69 này. Tiếp theo này em lên con áo Gap này, hiệu của Mỹ này, size XS nhé, hàng Made in Việt Nam. Gap thì nó hay làm Made in Việt Nam đó anh em nhé. Con này độ mới nó khoảng 90 nhé. Cúc dập hiệu này anh em nhé, cúc dập hiệu này. Đấy, áo kẻ ngang này, cho các chú bác mặc rất là hợp nhé. Có xẻ tà này. Cotton 100%, hàng Made in Việt Nam. Con này là mã G85 này, vai 38 bụng 42, giá áo là 67 nhé. Giá áo là 67 này. Đấy. Nó làm áo này kiểu áo công sở mà, cho anh em nhỏ nhỏ người mà. Tiếp theo này, một con Adidas Big Logo nhá. Big Logo này, quá đẹp luôn này anh em nhá. In nét căng luôn, mới tinh, Made in China. Độ mới con này trên 90 rồi, áo trắng tinh. Rồi. Cotton 100%, tác này, nét căng luôn, mới tinh. Đặc quyệt luôn. Ở mã G86 nhá, vai 43 bụng 55, giá áo là 74 nhá. Giá áo là 74. Đây, trắng tinh. Tiếp theo này, lên một con Champion nhá, Champion Big Logo nhá. Big Logo là logo của nó này, theo nhá, và nó có các cái đường Champion chữ ẩn này, rất đẹp luôn này. Size của nó size S nhá, size S. Đây, theo này, bên này theo này. Ôi giời, tác cả quyển luôn. Con này Made in Cambodia nhá.
Con này mới là 95% đây, mới tinh nhá. Mã G87 này, vai 42 bụng 47. Dài áo là 67 nhá, dài áo 67. Đấy, con áo phông đỏ như mới luôn. Tiếp theo này, con này thì đỏ đậm hơn nhá. Adidas này, đỏ đậm hơn, phông cotton 100% nhá. Big logo anh em này, nét căng luôn. Size XL này, cotton 100%. Con này nó lại cắt bất tác bên này rồi anh em ạ. Mà bị cắt mất tác bên này rồi, chỉ có một cái tác in trên này thôi nhá. Mã G88 này, vai 42 bụng 51, giá là 70 nhá. Giá là 70 này. Đây, con này đỏ đậm hơn, mới tinh. Tiếp theo này, lên con Nike nhá, con này Nike này. Size XL này, made in China nhá, made in China. Đây anh em nhìn logo in của nó này. Nét căng luôn, quá đẹp luôn. Con này nó không có xẻ tà nhá. Xẻ tà. Bên này nó không có in. Đây, con này made in China nhá, cotton 100%, tác này. Mã G89 này, vai 47 bụng 55, giày áo là 69 nhá. Giày áo là 69. Đây, mới lắm em. Mã G89 nhá, G89 này. Mã tiếp theo này, em đem con áo Polyester nhá, áo tập của Adidas. Adidas Free Lip này, Fitted này, Climalit nhá. Đây, áo kiểu tập gym ấy. Mã QR đây anh em nhé. Trên này nó có một cái logo Adidas này. Đấy. Đây, dưới này lại tiếp tục có tag tiếp nhé. Con này Medina 83% là polyester, còn lại là elatan. Tag này, nét căng nhá. Con này mới 95% luôn. Mã G90 này, vai 38 bụng 45, giày áo là 70 nhá. Đấy, những cái con áo tập nó hay làm kiểu để mặc kiểu bó bó ấy, để kiểu khoe cơ bắp anh em. Đấy, áo tập nó hay làm kiểu vậy. Tiếp theo này, một con Nike size XL nhé, 3XL này, Medina này. Logo in to luôn này anh em nhé, in nhé, rất đẹp luôn đấy. Con này cotton rồi, made in Turkey nhé, cotton 100%, made in Turkey anh em ạ. Mã G91 này, vai 47, bụng 51, giày áo là 68 nhé, giày áo là 68 này. Mã tiếp theo này, em lên cho anh em con Champion. Áo phông tiếp này, Champion logo theo bé nhá. Theo bé, theo đen xì luôn này. Bên này lại có một cái tag của Champion tiếp nhá. Size M. Con này made in Honduras. Ở đây nó có một cái tag bị cắt mất rồi. Cái tag này chắc nó lòi xòe quá ấy. Đây này anh em nhìn này. Tại vì tag nó làm nó ngay cái đoạn này này. Thường là mặc nó hay bị lòi xòe ra ấy. Cắt là đúng rồi. Cotton 100% nhá. Mã G92 này, vai 47 bụng 50. Giày áo là 71 nhá. Giá là 71 này, con này cũng mới trên 90 luôn này, rất mới. Tiếp theo là em lên con Adidas này, logo rất đẹp luôn nhá, Adidas này. Đây, size 3XL này, quá đẹp luôn này, quá sặc sỡ luôn. Đây, dưới đây có một cái tag này, Adidas này. Con này cotton nhá, cotton 100%, dưới đây có một cái tag tiếp này, Adidas này. Mã G93 nhá, vai 45 bụng 52, giá áo là 67 nhá. Mã G93, vai 45 bụng 52, giá là 67. Đây đằng sau này cũng in tiếp nhá. In Adidas này. Đây bên này này, cũng in Adidas tiếp nhá. Mã tiếp theo này, em lên một con Nike này, áo phông cotton tiếp nhá, áo phông cotton. Size M, hãng made in China. China. Đây cũng big logo này, rất đẹp luôn này. Bên này có một cái tag. Tag này của Nike này. Made in China này, cotton 100%, tag đây. Con này là mã G94 nhá, vai 52 bụng 50, giày áo là 70 nhá, giày áo là 70 này. Tiếp theo này em lên một con Nike nhá, Nike con này áo tập tiếp anh em nhá, Nike áo tập logo in này, nét này. Bên tay áo cũng có logo in nhá. Trên này nó hơi, cái đường in của nó hơi bị bong một tí đó, Nike Dry Fit nhá, size của nó size L, size L nhá, con này áo tập. Tag đây, con này là made in China nhé, 87% là polyester, còn lại là spandex. Mã G95 nhé, bụng 48 dài áo là 63 nhé, bụng 48 dài 63 anh em nhé, áo tập. Mã tiếp theo này, con này áo chạy nhé, Nike Running, áo chạy nhé, con này là áo chạy này anh em này. Nike Dry Fit Size S nhé, made in Việt Nam, con này hàng made in Việt Nam, độ mới thì cũng 95%, mới tinh. Con này nó có xẻ tà anh em nhé. Hai tà nó lệch nhau độ tầm 2-3 phân, 2 phân. Tag đây,
cả quyển luôn, bên Việt Nam polyester 100% áo chạy. Mã G96 này, bụng 46 dài 62 nhá, bụng 46 dài áo là 62 này. Đây, cho anh em nào tầm khoảng độ dưới 1m63 cho em. Tiếp tục một con Nike Running tiếp này, Nike Dry Fit Size M hàng made in Việt Nam, lại áo chạy tiếp nha anh em nhé, in anh em nhé. Đây này, áo em nhìn chất áo này làm rất là hay luôn, của nó là kiểu chấm chấm ấy, anh em nhé, không phải thủng anh em nhé. Áo chất polyester cũng xẻ tà luôn này. Đây, làm đường chỉ gia cố này, đẹp luôn này, tác cả quyển made Việt Nam polyester 100%. Cũng hai con này bằng size nhau ạ, anh em làm một đôi luôn này. G97 này, bụng 48 dài 62 nhé, hai con bằng size luôn này, anh em ạ, khác màu này, đẹp luôn đấy. Tiếp theo là một con polo của Fila này, con này sở chất thích thật, Fila XL nhá, Fila này, nó là in nhá, theo nhầm, theo anh em nhá, theo Fila này. Đây con này độ mới trên 90 nhá, trên 90 này. Đây mã QR này, con này là chất cốt tông 100%, cúc dự phòng này, cúc của nó dập hiệu đấy anh em nhá, cúc dập hiệu Fila này, con này cúc nó làm cực kỳ đẹp luôn đấy. Chỗ này nó hơi bẩn một tí đó, cái này thì em sẽ giặt cho anh em nhé. Mã G98 này, vai 45, bụng 50, giá là 67 nhé, giá 67, con Fila này, quá đẹp luôn, chất co giãn. Tiếp theo này, con áo cốt tông của Nike nhé, của Nike này, này sợi XXL này, Nike này, made in China nhé. Con này độ mới khoảng 90%, logo theo, theo của Nike rất đẹp nhé. Đây, con này có xẻ tà, hai tà nó lệch nhau tầm khoảng 2 phân. Tác này, cúc dự phòng này, con này cốt tông 100%, mới tinh luôn đấy. Mã G99 nhé, vai 43, bụng 53, giá là 71 nhé, giá là 71 này. Mã G99 này. Mã tiếp theo một con polo này, con này của Caster Spyjack, con áo kẻ ngang và nó làm hơi thùng thùng đây, nó cũng gọi là nó có đường vải của nó mỏng dính ấy, chứ nó không phải thủng em nhé. Đây này, vải nó có giãn và nó mỏng dính luôn. Chỗ này thêu này, thêu này, áo làm rất đẹp nhé. Đây này, từ cái cổ áo nó cũng gọi là thêu chìm này. Đây, cúc dập hiệu nhé. Đây, con áo rất đẹp luôn. Đây, con này là nó có xẻ tà bằng nhau nhé, hai tà bằng nhau. Tác đây, con này mới tinh luôn này, con này hàng nội địa Nhật nhé. Chất liệu con này là cốt tông em nhé. Đây này, Caster Bajac Sport này, size số 1 này. Con này chất cực kỳ mỏng anh em nhé, mà cực kỳ thoáng mát đấy. Mã G100 nhé, vai 40, bụng 54, giá áo là 66. Giá áo là 66 này. Đây, chỗ này lại có theo tiếp nhé, theo này, Caster Bajac này. Đây, con áo này, mỏng dính luôn. Tiếp theo này, con áo, con này của Dickie nhé, size XL này. Dickie này áo màu hồng anh em nhé, size XL, XL này còn XL Âu cơ, rất to. Đây, độ mới 90 nhá, cúc của nó cũng in hiệu rồi. Dickie size XL này, đây anh em nhìn cổ áo này. Đây là có xẻ tà nhá, xẻ tà này, hai tà lệch nhau khoảng 3 phân. Cốt tông 100%, con này là hàng nội địa Nhật nhá. Này, ta đây. Mã G101 này, vai 55, bụng 64, giá áo là 78 nhá. Giá là 78 này. Đây, con áo của Dickie nhá. Tiếp theo này, con này là New Yorker này, một con áo họa tiết hình quả chám nhé, họa tiết hình quả chám này. Đây, cúc của nó thì là cúc dập hiệu nhá, New Yorker này. Đấy, con này độ mới cũng trên 90 luôn anh em nhé, trên 90 luôn, New Yorker. Đó, nó không có xẻ tà đâu anh em nhé, không có xẻ tà đâu. Chất con này rayon 100%, rayon 100%. Con này hàng nội địa Nhật nhá, đây này, tác mới tinh. Đây, đằng sau là trơn nhá, đằng trước là họa tiết quả chám. Mã G102 này, vai 45, bụng 50, giá áo là 65 nhé, giá áo là 65 anh em nhé. Mã tiếp theo này, em lên một con áo polo của Golden Bear nhé, size M. Size M này, cái hiệu này em thấy các chú bác mặc rất là phù hợp nhé. Đây, con này là logo theo này, đây, có túi này, cúc dập hiệu Golden Bear nhé, Golden Bear này. Đây, độ mới con này trên 90 luôn nhé. Golden Bear là đa phần nó đều là hàng nội địa Nhật hết anh em ạ. Đây này, nội địa Nhật này, cốt tông 100% nhé, cốt tông 100%. Đây, cái màu áo rất là dễ mặc luôn này. Mã G103 nhé, vai 51, bụng 53,
giá là 67. Giá 67 nha anh em nhé. Mã G103. Tiếp theo này, lên con này của Machio nhá, xem mờ Machio. Cổ áo nó làm họa tiết rất là đẹp luôn này anh em này. Đây này, họa tiết làm rất đẹp luôn này, có túi nhá, cho các anh chú bác mình được đồ này. Kiểu áo đơn giản thôi, cúc cũng làm trơn đơn giản anh em nhé. Con này thì độ mới nó khoảng 88-89% thôi. Cốt tông 100% nhá, hàng nội địa Nhật này. Đây, tăng này. Con này mã G104 này, vai 44 bụng 50. Giá áo là 62 nhá. Giá áo là 62 này. Tiếp theo đây một con Mizuno, Mizuno size M, áo thể thao, áo polo thể thao nhá. Đây. Cúc kiếc rất đẹp luôn này, logo thêu nhá. Thêu này. Một con này nó hơi bị là bong chỉ rồi. Bong chỉ này, con này để tặng nhá. Mặc cũng không vấn đề đâu, mới đi Thái Lan ấy, hàng xuất Nhật này. Cốt tông polyester 100%. Con này thì nó bong một tí thôi, còn mặc không vấn đề đâu. Em tặng luôn mã G405 nhá. Bụng 50 dài 63 nhá, tặng em nhá. Bụng 50 dài 63. Mã tiếp theo này, em sẽ tặng cho anh nào có đơn nhá, có đơn nhá. Tiếp theo là một con áo polo của Lion Scott nhá, logo thêu này. Thêu này, Lion Scott này, hiệu này áo thì nó cũng tương đối là cao đấy anh em nhá, toàn 3-4 triệu một con thôi, nó quy ra tiền Việt. Nó toàn bán theo bảng Anh. Con này bên Singapore luôn nhá, 60% cốt tông. Con này polyester size L này, Lion Scott này. Đây, con này chất của nó cực kỳ là mịn luôn anh em ạ. Có túi áo đây. Hàng Singapore đường nó ngược với mình, chúng ta là túi nó lại cũng ngược anh em nhé. Túi con này nó bên phải. Túi nó cũng làm ngược với bên mình luôn ạ. Tác của nó trên này hết rồi. Mã G106 nhá, bụng 53 dài 70. Bụng 53 dài 70 này. G106 này. Tiếp theo này, con này Mr. Junko này, con dòng áo trên làm áo gốp nhá. Đây, áo xanh tím than, có thêu đây anh em nhé, thêu này. Size L nhá, size L này. Con này mới nó khoảng 90 nhá, 90%. Nó hơi bụi tí thôi, con này nó hơi bị bụi tí thôi. Đây, nó có xẻ tà đây nhá, hai tà lệch nhau 2 phân. Cốt tông 100% này. Hàng nội địa Nhật nhá, cốt tông 100% tác nét căng. Mã G107 này, vai 46 bụng 59. Giá áo là 64 nhá. Giá áo là 64. Tiếp theo là em lên một con áo phông của Nike này, phông của Nike logo in nhá. In này, đây áo kiểu đơn giản anh em nhá, tác đỏ Nike này. Đây, này có đường ngăn mồ hôi này. Áo thì nó không có xẻ tà anh em nhá, không có xẻ tà đâu. Ô, con này phải cắt mất tác rồi. Đây này. Chất cốt tông 100% anh em nhá, độ mới trên 90. G108 này, vai 50 bụng 54. Giá áo là 71 nhá. Giá áo là 71 này. Mã G108. Tiếp theo này. Con này là Adidas nhá, logo thêu rất đẹp luôn này. Adidas logo thêu đây anh em nhá, quá đẹp luôn. Size L nhá, size của nó size L này, cúc dập hiệu Adidas này. Độ mới con này trên 90 nhá, màu đẹp này anh em nhá. Có xẻ tà này. Con này là 57% polyester, còn lại là cốt tông. Hàng made in China xuất Nhật nhá, QR này, đang đây anh em nhá. Mã G109 này, vai 46 bụng 49. Giá áo là 65 nhá. Giá áo là 65 này. Đây, áo kẻ, bài giá rất đẹp. Tiếp theo này, lên một con Polo Ralph Lauren này, Polo Ralph Lauren. Size M nhá. Nó size của nó size M. Độ mới con này khoảng 88-89% thôi. Con này nó dòng cốt tông mịn nhá, nó không phải cốt tông cá sấu đâu anh em nhìn này. Đấy, nó là cốt tông mịn. Đây, có xẻ tà đây. Con này nó hơi bị đây này, con này nó hơi bị rách một tí ấy. Con này em để tặng nhá. Cốt tông 100%, made Sri Lanka. Vai tặng nhá. G110 này. Vai 50 bụng 55. Giá áo là 70 nhá. Giá là 70. Tặng em nhá. Và tiếp theo này, em lên con này của Magic Sơn này, một con áo Montogi này anh em nhá. Đây. Montogi anh em mặc vào mùa thu này cực kỳ là đẹp luôn nhá. Con này kiểu nó giống kiểu sơ mi hơn, toàn bộ là thêu này anh em nhá, toàn bộ là thêu đấy. Đây, cái dòng Montogi của Pháp này là nó cực kỳ đắt đấy anh em nhá. Con này áo cực kỳ dày dặn đấy, độ mới con này khoảng 90-95% mới tinh. Đây nó làm này, thiết kế cực kỳ đẹp luôn này. Đây, mấy hàng Montogi thì một trong một cái kiện polo nó chỉ ra được vài con thôi, nó không có nhiều đâu anh em nhá. Mà mùa này là hết hàng polo mới khui rồi, gần như là không có, rất là hiếm, thỉnh thoảng lắm mới có một con.
Mã G111 nhá, vai 56 bụng 62, dài áo là 69 nhá, dài áo là 69 này anh em này. Đây, mông tu ghi này quá đẹp luôn, G111 này. Mã tiếp theo này, em lên tiếp tục một con mông tu ghi nữa nhá. Con này thì nó là chất liệu len mỏng rất đẹp luôn đấy, Peter York size 2L này. Độ mới này cũng trên 90 nhá, em nhìn họa tiết của nó này, rất là đẹp luôn anh em ạ, đây này, rất là đẹp luôn này, chất liệu len mỏng. Đây, con này là nội địa Nhật này, tác mới tinh luôn nhá, tác mới tinh luôn. Mã G112 nhá, vai 53 bụng 53, dài áo là 67 nhá, dài áo là 67 này. Mã G112. Tiếp theo là em lên một con áo polo của Adidas tiếp nhá. Con này là tác đen hai bên này, size M này. Đây, tác đen hai bên này, size M nhá. Con này độ mới nó khoảng 90 nhá, đây này, trên 90. Chỗ này là in này, và toàn bộ con áo nó đều là in chữ A. Chữ A nhỏ. In A nhỏ. Đấy, Adidas. Đây, con này có xẻ tà bằng nhau anh em nhá. Tà bằng nhau này. 70% cốt tông của loại polyester, hàng made in China nhá. Tác đây, nét căng luôn, mã QR này. Mã G113 nhá. Vai 38 bụng 47, dài áo là 68 nhá. Dài áo là 68 anh em nhé, dài 68 này. Tiếp theo này một con polo của Nike Dry Fit nhé, con này là in này, in logo và các cái hoa tiết kẻ vuông rất là đẹp, size L, hàng made in China. Con này chất thể thao polyester 100% đấy, tà bằng nhau nhé, và nó có một cái tag Nike đây. Con này made in China anh em nhé, polyester 100%, tag mới tinh. Mã G114 này, vai 40 bụng 46, dài áo là 66 anh em nhé. Đây là 66 này. Đây, họa tiết kẻ ngang, kẻ vuông. Mã tiếp theo này, con này là một con áo, con này Longchamp này, con áo made in Italy nhá. Con này sản xuất tại Ý luôn ạ. Ui dồi, chất của nó sờ nó gọi là khác biệt luôn anh em ạ. Đây, thêu nhá. Đây có ngựa thêu này. Đấy. Một con áo sản xuất tại Ý mới tinh, size của nó size 46 nhá. Đây độ mới trên 90 luôn này. Đây, con này nó không có xẻ tà đâu anh em nhé, xẻ tà đâu. Đây, dưới đây có một cái tag này, made in Italy, cốt tông 100% luôn này. Rồi anh em mặc con này nó gọi là quá sang luôn anh em nhé. Áo thì mới tinh không lỗ nhỏ đâu, quá đẹp luôn anh em ạ. Đây này, nào, quá đẹp. Con này chất mỏng nhá, mỏng mát đấy. Mã G115 này, vai 43, bụng 48, dài áo là 66 nhá. G115, con áo polo made in Italy. Tiếp theo này, em đem con polo Santa Roberta nhé. Con này không phải Ralph Lauren đâu em nhé, nó làm na ná thế. Đây, thêu này, cực đẹp luôn này, thêu nhá, thêu này. Bên này thêu số 3 này. Con này mới độ tầm 95% nhé, size XL, mới lắm. Con này không có xẻ tà đâu anh em nhé. Con này là made in China, cốt tông 100%, có cúp dự phòng bên trong này. Mã G116 này, vai 42, bụng 50, dài áo là 69 nhé, dài áo là 69 này, polo đỏ đẹp. Tiếp theo là em đây một con Tommy Hilfiger nhé, Tommy Hilfiger này, của nó là cúc dập hiệu rất đẹp này. Đây, thêu nhé, thêu TH này. Đấy, có cái khiên này, và thêu chéo, thêu chéo đường chéo này, xong lại thêu to nhé, thêu to này. Ngoài quá đẹp luôn. Đằng sau này màu ghi này, con này đồng mới nó khoảng 90 nhá anh em nhé, cốt tông 100%, made in Philippines, hàng con này hàng xuất Nhật. Con này là mã G117 này, vai 38, bụng 48, dài áo là 61 nhé, dài áo là 61. Con này anh em là tầm ở dưới 1m62 cho em này, con này size nhỏ, size nhỏ. Mã tiếp theo này, em lên cho em một con Tommy Hilfiger tiếp nhé. Con này rất đẹp này, này con này nó có thêu logo rất là to luôn nhé. Đây này, Hilfiger này. Độ mới con này nó tầm khoảng 88-89% nhé. Made in Philippines, tiếp size L nhé, size L này. Đây nó thêu một đường chéo này, đường chéo này. Đằng sau đây nhé, đằng sau nó là trơn. Bên tay nó có một cái logo thêu to nhé. Hai con nó gần giống nhau. Made in Philippines, con này cũng xuất Nhật, chất cốt tông 100%. Hai con gần giống nhau luôn anh em ạ. Mã G118 này, vai 48, bụng 47, dài áo là 63 nhé.
đây là 63, ngoài vai to hơn tí đấy, gần giống nhau. Tiếp theo này em lên một con Dunlop nhá, con này chất thể thao này, con này quá đẹp luôn này. Đây, thêm một cái tem đây, rất đẹp này. Áo của trụ tập thể dục thể thao cho anh em này, size M nhá. Con này mới 95% nhá, con này như là áo mới luôn đấy, rất mới đấy. Đây, con hiệu tác của nó hơi mờ tí đó. Cô đứa tem 100%, con này nội địa Nhật nhá. Mã G119 này, vai 43, bụng 51, dài áo là 64 nhá. G119 này, con này chất co giãn này mà nó mới lắm anh em nhá. Đây này, chất của nó cực kỳ là mới luôn, mà cái dòng Dunlop mà nó mặc bền lắm, mặc cực kỳ là bền luôn đấy. Ở mã cuối cùng này em lên cho anh em một con áo Burberry nhá. Con này thì là độ mới nó không được cao lắm nhá, con này độ mới 87-88% rồi, màu mận. Nhưng mà logo nó làm theo nhá, theo rất đẹp này, và nó có đường họa tiết này, rất đẹp luôn, anh em mặc chơi chơi được nhá. 150-149.000 bao ship XL này. Đấy, con này có xẻ tà đây anh em nhá, xẻ tà nó làm đẹp này. Đằng đầu mới đi chơi cây nhá, có tông 100%. Mã G120 này, vai 43, bụng 50, giá là 76 nhá. Giá là 76. Đây, con Burberry nó hơi cũ tí đấy, cũng tập hiệu luôn anh em nhá. Mã G120, vai 43, bụng 50, giá là 76 nhá, màu mận. Ok, vậy là em Dương đã lên hết hơn 40 mã áo polo cho video ngày hôm nay. Rất cảm ơn các chú bác mình đã chú quan tâm theo dõi video nhá. Anh em có nhu cầu đặt hàng thì vui lòng liên hệ với em Dương theo số điện thoại bên dưới video. Nhớ bấm vào nút quả chuông và nút đăng ký để nhận được thông báo về những cái video em Dương vừa mới đăng nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.